Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 88. Tu hành ở chùa Chánh Giác. Hòa thượng cùng hòa thượng Thể Kính và các tỳ kheo Sa Di sau cơn hoạn nạn trên biển cả lại được bình an đến Thượng Hải, sau tới Hồ Bắc, trú tại chùa Chánh Giác. Trong khoảng thời gian ở chùa Chánh Giác, hòa thượng Mai Danh ẩn tích và ngài đã đảm đang các công việc khổ nhọc như tịnh đầu, quét dọn nhà cầu, thủy đầu cung cấp nước cho chùa, viên đầu quản lý vườn cây rau cải, môn đầu coi cửa tam quan, điện chủ trông coi chánh điện, hương đăng lo việc nhang đèn. Công phu tu tập thiền định của ngài nhân đó cũng có phần tương ứng. Hòa thượng kể, người tu hành chân chính dù đi đến đâu cũng không tham đồ hưởng thụ, hy vọng người ta chuẩn bị món ăn ngon, chỗ ở tốt cho mình. Chúng ta không nên móng tâm như vậy. Chúng ta cũng không nên mừng khi được đối xử tốt và không vui khi bị đối xử tệ bạc. Người tu nào có ý niệm này là tạo nhân cho sự đọa lạc. Thông thường người ta không phải cúng dường để dưỡng nuôi xác thân chúng ta, mà là cúng dường để bồi dưỡng cho pháp thân huệ mạng của mình. Cho nên nếu chúng ta được ăn no bụng và có chỗ ở là quý lắm rồi. Tôi nói cho các vị biết, lúc đi tham phương, tôi đã không hy vọng người ta đối xử tốt với tôi. Tôi không lân la bắt mối nên đã không ai biết tôi tên gì, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Không ai biết cả. Tôi làm gì cũng không muốn người ta chú ý. Tôi không thích kết bạn bè, cho nên đến bất cứ nơi nào tôi cũng ngồi thiền trong xó kẻ không người. Tôi thường cô độc, lủi thủi côi cút một thân một mình. Khí hậu ở Đông Bắc rất lạnh và có khi rơi tuyết. Sáng cũng như tối, tôi đều ngồi trên băng ghế thiền trước cửa chùa mà không lót mền, cái gì cũng không, chỉ mặc bộ đồ thường ngày. Họ nói, ây da, bộ chú không lạnh sao? Tôi khờ khạo nói, ai lạnh vậy? Họ lại nói, có lạnh không? Tôi nói, ai lạnh? Ui da, chú tôi khổ hạnh thế, chứ tụi tôi không chịu nổi rồi, tụi tôi không làm được như chú đâu. Lúc đó thân tâm tôi thường thanh tịnh, không tư, không lự, không nghĩ ngợi gì hết, và mỗi ngày đều có mùi hương lạ thoảng sông ngát mũi. Mùi hương lạ này rất đặc biệt, không giống như mùi thơm ở nhân gian. Tuy thơm ngát như vậy, tôi cũng không ngửi. Dù không ngửi, nhưng tôi biết là có mùi hương như thế. Có lẽ thiên thần trên trời thấy tội nghiệp người tu hành này ở đây chịu cảnh lạnh rét cơ hạt. Ở Đông Bắc, tôi thường thường có cảm giác này. Đến Hồ Bắc cũng vậy. Tại sao tôi cũng có cảnh giới đặc biệt như vậy? Tôi nghĩ là do tu khổ hạnh mà chiêu cảm ứng. Cho nên chư Phật Bồ Tát rất hoan hỷ. Cũng có thiên nữ trải qua, nhưng tôi không chấp trước. Lúc đó từ sáng đến tối, ai cũng lơ là với tôi, coi tôi như phế nhân. Họ đâu ngờ rằng phế nhân này sẽ chạy đến nước Mỹ. Chắc cũng có người nói, thầy ấy không có đến một người bạn. Có phải tôi tự cô lập, không muốn kết bạn với ai hết? Không phải vậy. Đối với bất cứ ai, hoặc già, trẻ, hoặc xuất gia đã lâu, hay mới là sa di, tôi đều cung kính, đều cúi đầu đảnh lễ họ. Nhưng tôi không nói lời nào, giống như người ngu không hiểu biết gì. Y hỏi trời, tôi đáp đất. Y hỏi người, tôi đáp tôi đây. Hoặc hỏi tôi có quen người đó không. Nếu biết, tôi cũng lặng thinh. Còn không biết thì lại càng không lên tiếng. Tôi đều cung kính đối với mọi người. Ai cũng sai bảo tôi được. Ngay cả chú tiểu nhỏ tuổi kêu tôi làm gì tôi cũng làm. Bảo tôi dỗ cãi tôi cũng nhổ, và còn lặt rửa sạch sẽ nữa. Lúc đó tôi giữ cổng chùa, lại trông coi vườn cây, trồng rau cải và gánh nước cho chùa. Tôi cung cấp nước cho đại chúng 20-30 người dùng. Ngoài ra tôi cũng lãnh việc quét dọn nhà vệ sinh. Nhà cầu ở Trung Quốc thời đó không phải là loại dùng nước dội, mà phải thu thập các thùng phân có mùi rất thơm ấy. Lúc bấy giờ tôi mới thấy biết được các con phân dòi trong hầm cầu ra sao. Tôi nói với chúng nó rằng, tại sao tụi bay lại vào chỗ này vậy? Thì ra ngày xưa tụi bay đã đố kỵ, gây chướng ngại cho người, lại ích kỷ, tự tư tự lợi, chỉ thích ăn ngon, chứ chẳng muốn làm việc trong chùa. Cho nên nay mới làm phân dòi để ăn đồ ngon đấy. Vì vậy tôi bảo các vị ở đây Nhớ đừng ganh tị, thật nguy hiểm lắm thầy. Nếu các vị tật đố người, nhất định các vị sẽ bị sa vào hầm phân đấy. Qua năm sau, Phổ Đà Sơn có truyền giới. Tôi xin lại số tiền mà lão râu dài đã thâu giữ để đi thọ giới. Nhưng lão đã không cho tôi một đồng, nói: tôi không có tiền, chú không được đi. Chú tới chùa Quy Nguyên ở Hán Dương thọ giới cũng vậy thôi, không cần phải đi Phổ Đà Sơn làm gì. Tôi nói: mục đích con là tới Phổ Đà Sơn thọ giới, nếu không đi được con sẽ không mãn nguyện. Vậy thì tôi mặc kệ chú. Trưởng lão ấy không cho tôi tiền nhưng tôi vẫn đi. Ghi chú: Chánh giác thiền tự ở Vũ Xương, đường Hầu Bổ, trước là một trong 4 đại tòng lâm lớn nhất thời Vũ Hán Phật giáo Tam Trấn. Còn 3 chùa kia là Bảo Thông Thiền Tự ở Vũ Xương, Liên Khê Tự ở Vũ Xương và Quy Nguyên Tự ở Hán Dương. Chánh giác thiền tự từng là chùa Phật giáo Luật Tông thứ nhất vào đời Hán, do Đại Hòa Thượng Luật Sư Vô Niệm sáng lập đời Minh. Năm Hồng Vũ vào thời Thanh, Ung Chánh, Chánh giác thiền tự được khuếch rộng thành ngôi chùa quy mô lớn nhất trong thành Vũ Xương. Về sau, phần lớn kiến trúc của chùa bị hủy hoại vì cuộc chiến tranh của Thái Bình Quân. Đến đời Thanh, Đồng Trị, quan phủ bãi bỏ chùa ở đó và cất thành nhà sách Hồ Bắc. Sau đó, Hòa Thượng Thể Kính mới phục hưng lại Chánh giác thiền tự.